Các bạn đã biết trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lái xe gặp nhiều loại vạch kẻ đường. Tuy nhiên, vạch kẻ đường mắt võng là loại vạch mà nhiều người vẫn còn khá mơ hồ khi gặp trên đường và đi thế nào cho đúng luật. Theo quy chuẩn của 41/2019 Bộ Giao thông Vận tải thì vạch mắt võng là vạch kẻ đường được sử dụng để báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông. Tùy theo sự cần thiết mà có thể sử dụng vạch mắt võng ở các vị trí thích hợp. Vạch mắt võng có thể sử dụng để xác định phạm vi cấm dừng trong phạm vi nút giao thông cùng mức. Tùy theo mặt bằng nút giao rộng, hẹp bố trí vạch mắt võng để đảm bảo cân đối mỹ quan. Vạch mắt võng kiểu thông thường, vạch có nét màu vàng, vạch ngoài giới hạn phạm vi kẻ mắt võng có bề rộng vạch 20 cm. Vạch mắt võng ở bên trong nghiêng 45 độ so với vạch ngoài. Vạch rộng 10 cm, khoảng cách đường chéo từ 1m đến 5m. Bạn phải làm gì khi gặp vạch mắt võng? Câu hỏi rất hay. Cũng theo quy chuẩn 41/2019 Bộ Giao thông Vận tải, khi gặp vạch kẻ mắt võng, các phương tiện không được dừng lại tại vạch này mà phải rẽ phải. Tuy nhiên, các trường hợp đi qua vạch mắt võng như sau: vạch mắt võng không đi cùng mũi tên chỉ hướng, nếu đèn tín hiệu xanh lái xe đi thẳng qua vạch mắt võng thì không vi phạm luật. Nếu gặp đèn đỏ mà lái xe dừng tại vạch mắt võng thì coi như là phạm lỗi không tuân thủ hiệu lệnh vạch kẻ đường cho phép rẽ phải. Trên vạch mắt võng là mũi tên xác định hướng phải đi, những người đi theo hướng phải đi của mũi tên được phép đi qua. Những người đi qua vạch nhưng không đi theo hướng mũi tên vẫn vi phạm pháp luật. Mức phạt lỗi không chấp hành vạch mắt võng năm 2024 theo Nghị định 100/2019, Nghị định Chính phủ quy định mức xử phạt như sau: đối với xe máy phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, điểm A khoản 1 điều 6 Nghị định 100, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông, điểm C khoản 10 điều 6 Nghị định 100. Đối với ô tô phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng, điểm A khoản 1 điều 5 Nghị định 100, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông, điểm C khoản 11 điều 5 Nghị định này. Máy kéo, máy chuyên dùng phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng theo điểm A khoản 1 điều 7 Nghị định 100, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông, điểm B khoản 10 điều 7 Nghị định 100/2019, Nghị định 9.